Thưa quý vị, trong khi thế giới đang dồn sự quan tâm vào cuộc đua vắc xin Covid-19 nhằm cứu nền kinh tế toàn cầu thì có một cuộc đua khác cũng đang âm thầm diễn ra và không kém phần quyết liệt, đó chính là cuộc đua phát triển tiền kỹ thuật số. Và trong cuộc đua này thì quốc gia 1,4 tỷ dân Trung Quốc đang nổi lên là người dẫn đầu. Sau khi 10 triệu đồng nhân dân tệ số được phát hành cách đây 2 tháng tại Thâm Quyến thì vào dịp lễ mua sắm 12 tháng 12 tới, một lượng tiền gấp đôi cũng sẽ được phát hành thử nghiệm ở Tô Châu theo hình thức quay số số. 100.000 bao lì xì ảo sẽ được phát ngẫu nhiên và người may mắn thì sẽ nhận được lì xì 200 nhân dân tệ. Vậy làm thế nào để họ có thể tiêu số tiền lì xì hiếm có này? Tất cả những gì cần phải làm đó là cài đặt và đăng ký sử dụng ví nhân dân tệ số trên điện thoại thông minh. Mở ra thì sẽ hiển thị số tiền có trong ví và một mã QR để thanh toán. Khi đến cửa hàng cho phép thanh toán bằng nhân dân tệ số, người dùng chỉ cần đưa mã QR cho nhân viên thu ngân quét việc thanh toán đã hoàn thành nhưng không chỉ tại các cửa hàng mà đồng nhân dân tệ số giờ còn có thể hoạt động trên cả các nền tảng thương mại điện tử gã khổng lồ jd com vừa thông báo đó là bên cạnh thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ thì bây giờ giao dịch mua hàng trực tuyến cũng được chấp nhận với đồng nhân dân tệ điện tử đây cũng là đợt thử nghiệm nhân dân tệ số lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc, với gần 10.000 cửa hàng tham gia mạng lưới thanh toán. Điểm đặc biệt ở lần này là tính năng chuyển tiền ngay cả khi điện thoại không được kết nối Internet, một khác biệt cơ bản so với các ví điện tử phổ biến tại Trung Quốc như Alipay hay WeChat Pay. Dòng điện thoại mới Mate 40 của ông lớn Huawei cũng sẽ được cài sẵn ví nhân dân tệ điện tử phục vụ tính năng này. Theo dự đoán của Goldman Sachs, đồng nhân dân tệ số có thể cán mốc 1 tỷ người dùng trong vòng một thập kỷ tới.